Út Gồm xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại video hướng dẫn cắt may của Út nha. Ở video hôm nay Út sẽ chia sẻ tiếp một cái mẫu đồ bộ nha. Mẫu đồ bộ xốp vuông rất là dễ thương luôn. Mẫu hôm nay là một cái mẫu áo cổ vuông tim có tay ha. Mẫu áo có tay thì mình có gã cái phần thân, mình viền, mình tạo kiểu ha. Rồi trên vai thì mình kết một cái hoa như vậy, mình làm hoa mình kết ha. Phần tay thì mình cũng có tạo kiểu luôn. Video này mình sẽ chia sẻ chi tiết cái cách mà mình cắt được cái mẫu áo này cho các bạn cùng xem tham khảo nha. Các bạn xem video của mình nhớ bấm đăng ký, chia sẻ nè, like để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Cũng như thường lệ, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phát triển mẫu trên cái phần thân áo cơ bản nha. Đây là cái thân áo cơ bản phần trước mình đã vẽ sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ phát triển mẫu từ cái thân áo cơ bản này. Đây là mẫu áo vật bầu nha. Và có tay. Ở đây là cái phần vai mình chưa có cắt bỏ. Mẫu áo này là mẫu áo có tay vật bầu. Bên thì mình thiết kế bên cong. Cổ đây là cổ cơ bản nên rất nhỏ. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phát triển cái phần cổ nè. Và tạo kiểu trên cái phần thân. Và cũng như là cái phần thiết kế cái phần tay áo. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cách mình làm được cho các bạn cùng xem luôn nha. Đầu tiên mình sẽ phát triển cái phần cổ trước. Ở đây là cái phần cổ cơ bản nè. Thì nó nhỏ. Bây giờ mình sẽ phát triển mẫu nha. Phát triển cái phần cổ nè. Bây giờ mình sẽ đặt thước dọc như vậy. Để mình làm dấu cái đường này. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái phần cổ lại. Ngang cổ mình sẽ lấy là 8,5cm nha. Và mình hạ xuống 12cm, mình làm dấu ở đây. Mình gạch ngang cái đường 12cm nè, mình sẽ lấy vô là 9cm nha. Đây, mình lấy cái đoạn này 9cm. Rồi mình sẽ lấy xuống cái phần tim là 4cm nữa. Cái phần ngang cổ trên là 8,5, hạ sâu cổ 12, rồi hạ ngang, mình lấy ngang cổ ở dưới này, chỗ điểm 12 đó là 9cm, và mình lấy thêm 4cm phần tim này nha. Ở đây cái mẫu áo này là kích 100, dài áo là 63, các bạn lưu ý nha, cái áo này size lớn, cổ áo mình sẽ phát nó hơi to so với những cái size nhỏ bình thường. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng thước kỹ thuật á để mình đặt lên đây. Mình vẽ cái phần cổ nha. Vẽ lại cái phần cổ. Rồi, đây là cái phần cổ áo mà mình vẽ lại. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Đây, cổ áo của mình nó sẽ có hình thức như vậy. Dựng lên ha, nó có cái độ ảnh ra. Ở đây thì tim thì nó dạng nó có cái độ bầu lên hai bên đây. Cái đường này nó bầu lên chứ nó không có thẳng ha. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ cắt cái phần nẹp cổ trước tiên, mình cắt nẹp cổ xong rồi mình sẽ tiến hành mình làm kiểu xuống dưới cái phần thân. Mình cắt theo cái phần cổ áo của mình thôi, mình không có thêm bớt gì hết nha.
Rồi đây mình cắt cái phần nẹp á, thì mình cắt nẹp đơn, nhưng mà khi các bạn đặt trên vải á, thì cái phần này đôi nha, gấp đôi, tại vì ở đây mình sử dụng giấy đơn á. Rồi mình sẽ vẽ nè, vẽ lại cái phần nẹp cổ nè. Nẹp cổ có độ lớn là 5 cm nha. Khi mình đặt lên trên vải thì cái phần này nè gấp đôi nha các bạn. Mình bật ra thì nó mới giống cái phần cổ áo của mình. Sau khi mình cắt cái phần nẹp này xong nè, các bạn lưu ý nha, các bạn sẽ sử dụng cái thân cơ bản của thân trước này để mình cắt cái phần thân sau. Rồi mình cắt nẹp cổ thân sau đồ xong hết nha, rồi mình mới bắt đầu mình gã cái phần thân trước ra. Rồi mình sẽ mở cái thân này ra như vậy. Bắt đầu với cái phần tùng, mình sẽ tạo kiểu với phần tùng này trước. Đây là cái đường mình xếp cái đường trục giữa của cái phần thân áo nè, mình làm dấu ở đây. Các bạn lưu ý nha, mình làm dấu cái đường giữa này. Rồi mình sẽ lấy lệch qua đây là 4 cm nè. Mình làm dấu cái điểm này. Ở đây thì cái phần đường này, cái đường cong mình gã ra để sao cho nó, các bạn cứ tưởng tượng đi, cái nhánh cây như thế nào, cái nhánh hoa của mình như thế nào thì mình vẽ, tưởng tượng trong đầu mình vẽ ha, cho nó có cái độ mượt mà nó đi lên để mình trang trí cái phần bông ở đây, chứ không có nhất thiết mình phải theo một cái đường cố định nào ha. Có thể các bạn thích gạch cong thẳng lên, như gạch cong lên như vậy cũng được, hoặc gạch cong vậy cũng được. Còn mình ở đây thì mình sẽ tạo kiểu, thì mình sẽ chia sẻ chi tiết cái cách mình làm cho các bạn xem coi có thể có giúp ích gì cho các bạn được hay không ha. Thì ở đây mình đặt thước như vậy, có thước kỹ thuật thì mình sử dụng thước kỹ thuật thôi ha. Đây mình đánh bầu nó như vậy một đoạn. Bây giờ mình nói khoảng cho các bạn có thể hình dung được ha. Đoạn thứ nhất, đoạn cong thứ nhất là mình 12 cm. Đây rồi mình sẽ sử dụng thêm một cái phần cong thứ hai nữa, đánh đây. Rồi cái đoạn này nó đi xéo lên như vậy, cái đoạn này là 17 cm. Rồi mình sẽ cho nó cong lên, ở đây nó cho có cái độ mượt mượt nha, các bạn lưu ý nha, chứ không có gấp khúc nữa. Ở đây thì nó có cái hình tim nè, bạn lưu ý nó có hình tim, ở đây thì không có ha. Rồi mình sẽ vẽ cho nó bầu lên. Rồi đây như vậy ha, cái mẫu áo của mình là như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ cắt gã cái đường này ra. Trước khi mình cắt gã cái đường này ra, các bạn lưu ý cái phần này ha. Cái phần tùng áo mình sẽ cho nó có sự chênh lệch. Ở đây mình sẽ lấy lên 3 cm. Mình vẽ ngang qua. Như vậy. Rồi mình sẽ xác định được cái điểm ngang eo. Đây, đây là cái đường bên ngang eo của mình. Mình sẽ gạch tầm dấu nha. Mình xác định cái điểm này nè, để mình chốt được cái phần lá, để sau khi mình gắn ha. Cái phần lá thứ nhất nè, mình sẽ cách cái phần ngang eo xuống đây là 8 cm. Cái phần lá thứ hai nó sẽ nằm ngay cái điểm này. Đây nè, mình vẽ nè, mình vẽ. Bây giờ mình sẽ trang trí cái phần lá đây. Thì các bạn sẽ cho cái phần lá nó có hai lớp như vậy.
Ở đây mình có thể mình sử dụng kéo găng cưa mình cắt tạo kiểu gì cũng được ha. Rồi cái phần lá bên đây mình cũng tạo kiểu nó thôi. Đây là cái phần lá của mình. Còn ở đây là cái phần hoa mà mình sẽ trang trí, mình làm cái phần hoa ở đây. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm cái phần hoa đó luôn ha. Rồi, còn cái phần viền này nè, là mình sẽ cắt cái phần dễ viền để mình viền cho nó có cái đường đi lên ha. Rồi bây giờ mình trước tiên mình sẽ cắt ra đi, rồi mình sẽ đặt lên vải rồi mình nói cụ thể hơn. Đầu tiên mình sẽ cắt cái đường này trước nè. Phần thân lớn giữ nguyên nha các bạn. Đây cái phần thân nhỏ nè, mình sẽ cắt bỏ cái phần này, cái phần dưới tùng của mình 3 cm, cắt ngang qua. Rồi bây giờ mình sẽ đặt lên vải, mình hướng dẫn cho các bạn cái cách chừa đường may. Đây mình sẽ đặt cái phần gập lên, mình sẽ dặn nó lại nha. Ở đây mình sẽ vẽ lại, mình dùng phấn mình vẽ lại rồi mình cắt. Cái điểm này mình sẽ cho nó đi xuống như vậy. Cái phần tùng nè, mình sẽ cho nó xuống thêm 1 cm nha. Này, nó có cái góc như vậy. Còn bên đây mình giữ nguyên, mình vẽ lại, không có thay đổi gì hết. Mình cắt theo cái phần gập luôn cũng được mà. Tại vì mình vẽ lại, rồi mình cắt cho nó dễ nha. Tại vì mình cắt theo cái phần gập nó hay xê dịch cái phần giải, nó không có chính xác. Mình chia sẻ thì chi tiết để các bạn làm được dễ dàng ha. Đây, cổ áo mình vẽ lại cho chính xác nha. Cái mẫu cổ này bạn rất là sang luôn các bạn. Rồi sau khi mình vẽ lại xong, mình sẽ mở cái phần gập ra nha. Rồi ở đây mình có làm dấu giữa cổ hết. Các bạn cắt giống y với cái đường phấn này. Còn cái điểm này mình sẽ chừa ra 0,5 cm. Cái đường này, cái đường cong này mình sẽ chừa ra 0,5 cm nha. Cái phần cổ áo này khi các bạn may á, cái phần nẹp á, thì các bạn nhớ ủi theo chống giãn lên cái phần cổ áo nha. Thì mình mới may cái phần nẹp vô, mình sẽ ủi cái phần keo chống giãn lên đây nè để cho cổ áo của mình nó đẹp. Rồi cái đường này mình sẽ chừa 0,5 cm nha, để mình viền thì nó sẽ mất đi 0,5 cm đó các bạn.
bạn không chừa là nó sẽ bị hụt cái phần thân của mình. Rồi mình sẽ chải nó ra như vậy. Thì cái mình đặt cái thân này lên, mình sang bên và mình sang cái điểm để mình mai cái phần chiếc lá vô ha. Đây mình sẽ sang cái đường bên và cái đường để mình mai chiếc lá vô đây ha. Như vậy là xong cái phần thân lớn nha. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần thân nhỏ. Cái phần thân nhỏ này nè, thì do ở đây là cái mẫu xốp vuông lớn, thì các bạn có thể chở cái phần sọc, các bạn có thể mai đúng với cái sọc của nó là cái sọc xuôi như vậy, đặt cái phần thân nhỏ lên mình cắt. Các bạn cũng có thể là mình cắt cái sọc xéo. Ở đây mình sẽ cắt cái phần sọc xéo nha, cho nó đẹp ha, mình tạo kiểu trên cái phần thân luôn. Cái phần giải xốp này thì cái cổ vải nó rất là rộng, thì các bạn có thể thoải mái cái phần mình xây chuyển giải, không có sợ thiếu nha. Đây cái phần thân nhỏ này nè, mình sẽ chừa cái đường may nên mình sẽ đặt dư ra đây như vậy, mình sẽ chừa đường may 2 cm. Bây giờ mình sẽ vẽ lại nha, vẽ theo cái phần gập xong rồi mình mới cắt ha. Các bạn xem mà những cái chia sẻ của mình á, những cái video hướng dẫn chia sẻ của mình nó có phần nào không hiểu thì các bạn cứ mạnh dạn bình luận xuống dưới cái phần bình luận của video ha, để mình rút kinh nghiệm. Thì mình cũng chia sẻ theo cái cách hiểu biết của mình thôi. Rồi như vậy nha, mình sẽ làm dấu cái phần chỗ chiếc lá này trước luôn nha, rồi sẽ làm dấu cái đường để mình sang bên luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ chừa đường mai. Chừa đường mai 2 sen. Thì các bạn muốn chừa 2 sen chừa 3 sen đều được ha. Thì ở đây mình chừa sao vừa đủ thôi, không có cần thừa quá đâu, nó cộm lên nó cũng không có đẹp. Rồi như vậy là xong rồi, giờ mình tiến hành mình cắt ra thôi. Rồi mình dỡ cái phần gập này ra, bên thì mình sang lại sẵn hết ha, rồi mình tiến hành mình cắt nó ra thôi. Sau khi mình cắt ra như vậy, mình sẽ tiến hành mình sang dấu nha. Mình sang dấu cái đường để mình mai đó, mình đặt lên. Khi cái thân lớn đó, mình viền xong đó, mình sẽ đặt lên cái thân nhỏ ngay cái đường phấn này nè, nên mình sẽ làm dấu qua cái bề phải của thân áo. Đây mình sang dấu lại như vậy. Rồi cái phần thân lớn của mình sau khi mình viền nè, mình đặt lên đây. Mình sẽ cắt cái phần dễ viền để mình viền
theo cái phần này. Ở đây mình sẽ viền lá hẹ ha, mình viền một đường nhỏ vậy đó, thì mình sẽ để đại khái vô đây như vậy. Mình viền viền nhỏ nha các bạn lưu ý nha, mình viền nhỏ thôi, viền cong lên đây. Ở đây mình viền lên như vậy, rồi mình sẽ cắt cái phần lá nha. Ở đây phần lá thì mình không có hướng dẫn, mình chỉ nói sơ thôi. Thì các bạn cứ cắt cái hành lá nè, có cái chiều dài là khoảng 18, đó là chiếc lá lớn nha. Còn chiếc lá nhỏ là độ dài là 13. Thì các bạn có kéo ăn cưa thì mình sử dụng kéo ăn cưa để cắt, còn không có thôi nha, mình cắt bằng kéo thông dụng của mình cũng được. Rồi cái phần lá đầu tiên mình sẽ gắn ngay cái điểm này, mình may cho hai cái phần lá dính lại nhau luôn nha. Rồi cái phần lá thứ hai mình sẽ cho nó ngay cái điểm này, mình đã làm dấu rồi đây, rất là dễ thương luôn. Cái phần phía trên này thì mình sẽ hướng dẫn cái cách làm bông sau ha, mình sẽ hướng dẫn cách làm bông ở cái video tiếp theo, tại vì chung một video thì nó dài quá thì các bạn theo dõi cũng khó khăn ha. Cái phần nẹp cổ thì lúc nãy mình có chia sẻ cách mình cắt cái nẹp cổ nè. Đây mình cắt nẹp cổ đơn thì mình sẽ đặt lên vải, thì mình cắt lại đôi như vậy. Đây nó có hình thức như vậy, mình sẽ đặt lên như vậy nè, mình may, may mình lộn vô trong nha. Các bạn lưu ý nha, khi mình may thì mình sẽ ủi cái phần keo chống giãn lên trên cái phần cổ này nha, để thôi cổ nó không có được đẹp. Mình đặt vô phía trong, mình may rồi cái mình lộn vô phía trong vậy, mình đặt vô vậy, mình lộn nó vô phía trong nha. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn á, tạo kiểu và cắt á, hoàn chỉnh cái phần thân. Ở video sau á, mình sẽ chia sẻ cái cách nè, cắt cái phần tay. Thì video hôm nay nó cũng khá là dài rồi, thì mình cũng tạm dừng ở đây nha. Chào tạm biệt các bạn nha. Các bạn nhớ đón xem cái video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt cái phần tay và tạo kiểu tương đồng với cái phần thân như vậy luôn nha. Chào tạm biệt các bạn.